Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, sau nhiều tháng bị Nga oanh tạc dữ dội, Ukraine đã chấp nhận việc thất thủ tại thị trấn Avdiivka, thành trì mà họ kiểm soát trong suốt một thập kỷ qua. Được biết, hàng trăm người lính Ukraine tại Avdiivka có thể đã bị các đơn vị Nga bắt giữ hoặc bị mất tích trong quá trình rút lui hỗn loạn khỏi thành trì miền đông này. Đây là một tổn thất lớn đối với Ukraine, một đòn giáng mạnh vào nhuệ khí vốn đang suy yếu của họ cũng như quá trình tuyển quân của nước này. Theo các quan chức phương Tây cấp cao cũng như các binh sĩ Ukraine, chừng nào Ukraine chưa củng cố được các phòng tuyến mới bên ngoài Abdika, thì họ chưa thể đưa ra con số chính xác về các quân nhân Ukraine bị mất tích hoặc bị đối phương bắt làm tù binh. Hai người lính có biết về cuộc rút lui của Ukraine ước tính rằng khoảng 850-1.000 binh sĩ Ukraine có thể đã bị bắt hoặc bị mất tích. Giới chức phương Tây đánh giá ước lượng này là chính xác. Các quan chức Mỹ cho rằng việc Abdiivka thất thủ không phải là bước thụt lùi chiến lược đáng kể. Lập luận của họ là các thành quả mà Nga thu được ở miền đông Ukraine không nhất thiết làm sụp đổ các hệ thống phòng tuyến của Ukraine. Họ cũng nhận định Moscow ít khả năng tạo ra một cuộc tấn công lớn nữa ngay sau chiến dịch Abdika. Tuy nhiên, việc binh sĩ Ukraine bị bắt có thể làm thay đổi tính toán trên. Các quan chức Mỹ trong các ngày gần đây nói rằng, nhuệ khí binh sĩ Ukraine đã bị sói mòn nghiêm trọng sau thất bại của chiến dịch phản công năm 2023, cũng như việc thay thế Tổng tư lệnh Ukraine mới đây. Do các vấn đề này, quân đội Ukraine gặp trở ngại đáng kể trong hoạt động tuyển quân. Giới chức quân đội Ukraine nói rằng họ muốn huy động thêm 500.000 tân binh, nhưng yêu cầu này đã vấp phải sự kháng cự chính trị trong nội bộ và đã khựng lại tại quốc hội nước này. Việc hàng trăm binh lính Ukraine, bao gồm những người dạn dày trận mạc, bị bắt sẽ khiến Ukraine thêm khan hiếm quân nhân. Còn quá trình tuyển binh thì thêm chắc trở. Như vậy, tác động tiêu cực đối với Ukraine từ sự thất thủ của Abdiivka lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài ban đầu. Thời gian qua, Bộ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine mặc dù thừa nhận có một số quân nhân bị đối phương bắt khi rút khỏi Abdiivka, nhưng vẫn cố hạ thấp con số tù binh và tính nghiêm trọng của vấn đề. Cụ thể, tướng Oleksandr Tanasky, tư lệnh lực lượng Ukraine tại khu vực Abdiivka, phát biểu thông qua mạng xã hội Telegram rằng việc rút lui diễn ra theo kế hoạch, nhưng vào giai đoạn cuối, dưới áp lực của lực lượng đối phương áp đảo, một số quân nhân Ukraine đã bị bắt giữ. Ông này không tiết lộ số lượng binh sĩ Ukraine bị bắt. Dmitry Lykovy, phát ngôn viên cho tướng Tanavsky phản bác lại các báo cáo về hàng trăm binh lính Ukraine bị bắt. Ông gọi đó là thông tin sai lệch. Thế nhưng ông thừa nhận rằng Nga đã bắt một số quân nhân và một số lượng nhất định binh sĩ Ukraine đã bị mất tích. Một quan chức Ukraine cấp cao khẳng định rằng chỉ có 6 quân nhân nước này bị bắt làm tù binh trong cuộc rút lui khỏi Abdiqa. Vị quan chức cho biết những người lính này thuộc lữ đoàn xung kích độc lập số 3 đã bị bắt sau khi hết đạn và mất liên lạc với cấp trên. Tuy nhiên, một số binh lính và quan chức phương Tây nói rằng Ukraine đã không thực hiện được một cuộc rút lui có trật tự. Theo họ, tình trạng hỗn loạn vào các ngày 16-17 tháng 2 khi phòng tuyến Abdiqa sụp đổ là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới số lượng lớn binh sĩ Ukraine bị đối phương bắt giữ. Theo những người giấu tên này, kế hoạch rút lui của Ukraine được xây dựng quá tệ và khởi động quá trễ. Rút lui dưới hỏa lực pháo, UAV và máy bay là việc đầy khó khăn. Khi ấy, các chỉ huy phải nỗ lực giảm thương vong và bảo đảm rằng các đơn vị dù lùi lại nhưng không để mất nhiều đất hơn dự tính. Theo các phỏng vấn với binh sĩ Ukraine, các lực lượng quân sự nước này đã không được chuẩn bị tốt cho tình huống quân Nga sốc tới một cách nhanh chóng ở Abdiivka vào tuần qua. Ukraine cố tranh thủ thời gian cho lực lượng bộ binh chính quy rút ra khỏi thị trấn. Họ đã huy động lực lượng đặc nhiệm và lữ đoàn xung kích số 3 tinh nhuệ để yểm trợ cho cuộc rút lui. Nhưng các đơn vị này vẫn không thể làm chậm đà tiến của Nga hoặc đưa được hết quân nhân Ukraine ra khỏi đây. Với lý thuyết, Ukraine vẫn có thể tiến hành một cuộc rút lui có trật tự và do đó giảm được thương vong, theo các nhà chiến lược Mỹ. Nhưng để đạt được điều đó, các nhà chiến lược này cho rằng cần phải có kế hoạch kỹ lưỡng, chủ động và từ sớm. Đối với Ukraine, cách thức rút khỏi Avdivka thêm phức tạp do Nga đã bao vây thị trấn này trên cả ba hướng. Chỉ có duy nhất một trục đường giúp ra vào thị trấn này một cách tương đối dễ dàng nhưng con đường này đã bị khống chế và mai phục vào đầu tháng 2, khiến cho việc rút lui trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Khi lực lượng Ukraine bắt đầu rút lui, đã xuất hiện các video ghi cảnh các đơn vị Ukraine di tản dưới hỏa lực pháo binh Nga và các thi thể nằm dài rác trên đường đi và dọc theo các hàng cây. Binh sĩ trong cuộc cho biết, các vấn đề về liên lạc là một nhân tố cản trở rút lui, khiến nhiều người lính bị bắt, bị thương hoặc tử trận các đơn vị quân sự Ukraine đã từ lâu gặp khó khăn trong liên lạc nội bộ do họ sử dụng các thiết bị điện đài khác nhau. Nhóm lính Ukraine mà New York Times phỏng vấn được cho biết, một số đơn vị rút lui trước khi các đơn vị khác biết về chuyện này. Điều đó khiến các đơn vị bị bỏ lại đối mặt với nguy cơ bị quân Nga bao vây. Kể từ khi xung đột vũ trang Nga-Ukraine nổ ra cách đây gần 2 năm, các lực lượng Nga thường xuyên nỗ lực bao vây và bắt lính Ukraine. Hoạt động bao vây của Nga tỏ ra hiệu quả ở Abdiivka, bất chấp phòng tuyến chắc chắn của Ukraine. Bản thân Điện Kremlin dường như cũng bất ngờ về tốc độ sụp đổ của phòng tuyến Ukraine ở Abdiqa. Tù binh là một trong các yếu tố tác động mạnh vào tinh thần chiến đấu. Ukraine đã liên tục ép Nga đồng ý trao đổi tù binh. Tính đến tháng 11 năm 2023, chính phủ Ukraine cho rằng Nga đang nắm trong tay 3.574 tù binh người Ukraine. Sự thất thủ của Abdiqa là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cán cân trên chiến trường đang nghiêng về hướng có lợi cho Nga. Thực tế, chiến trường cho thấy quân đội Nga, mặc dù chịu thương vong nặng nề trong cuộc tấn công Abdiqa, vẫn đang gây áp lực lên nhiều khu vực khác nhau trên chiến tuyến hơn 900 km ở Ukraine. Thành phố Kupiansk ở phía đông bắc, thị trấn Chasovya phía đông và làng Trabotino phía nam và nhiều mặt trận khác đều đang bị đe dọa, ngay cả khi khói lửa vẫn còn bao quanh tàn tích Abdiqa. Câu hỏi được đặt ra là bước đi tiếp theo của Nga sẽ là gì? Nhận định về vấn đề này, Konstantin Skokin, nhà báo và nhà nghiên cứu chuyên về Ukraine cho rằng, mục tiêu tiếp theo sẽ là Sloviansk. Trong khi đó, theo Newsweek dẫn lược chuyên gia Elina Beketova, thuộc Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu ở Washington, DC, nói với Newsweek rằng mục tiêu tiềm năng trong tương lai của Nga có thể là Porosk, nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 70 km về phía Tây Bắc. Porosker, nơi có dân số trước khi xung đột nổ ra là khoảng 60.000 người, nằm ở giao lộ của một số tuyến đường sắt và đường bộ. Điều này khiến nơi đây trở thành một khu vực đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực hậu cần của Ukraine. Theo chuyên gia Beketova, mặc dù rất khó để dự đoán mục tiêu tiếp theo của Nga là gì sau Avdiivka, nhưng các mục tiêu tiềm năng có thể gồm các thành phố Selidove hoặc Chasovya ở khu vực Donetsk. Bà Beketova cho hay, có khả năng binh lính nga sẽ nhắm mục tiêu vào các khu định cư lân cận thành phố abidka để ngăn chặn khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang ukraine và tiến xa hơn trong khu vực donetsk các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm borosker selidove hoặc chasovya có thể sẽ xảy ra một trận chiến, chiến quan trọng ở chasovya một khu định cư không xa bakhmut và được xây dựng trên vùng đất cao Mark Kansian, đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu và là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, mặc dù Borosko thực sự là một trung tâm hậu cần lớn, nhưng lại cách Abdiivka một khoảng cách khá xa. Ukraine đã mất khoảng 10 km lãnh thổ khi rút khỏi Abdiivka, một thành phố mà Nga gần như đã kiểm soát hoàn toàn. Để tiến vào Borosko, Nga sẽ cần phải kiểm soát vùng lãnh thổ gấp 5 lần. Porosko đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa của Moscow kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Ukraine, ông Dmitry Likovi, thông báo, Nga đang tập hợp lại lực lượng và tìm kiếm các nhóm kháng cự ở Abdiivka, đồng thời tấn công gần thị trấn Marinka ở phía đông và một ngôi làng phía đông nam do Ukraine nắm giữ. Việc giành quyền kiểm soát Abdiivka sẽ đẩy các lực lượng Ukraine ra xa khỏi pháo đài phòng thủ của Nga tại Donetsk, đồng thời cũng là một trung tâm hậu cần quan trọng được Moscow sử dụng để hỗ trợ các hoạt động trên khắp miền đông Ukraine. Trước diễn biến trên, ông Sergei Zogodes, giám đốc công ty tư vấn Defense Express có trụ sở tại Kiev dự đoán, Nga sẽ cố gắng san phẳng tiền tuyến xung quanh Marinka và tiến hành cuộc tấn công mới xung quanh thị trấn Voleda do Ukraine nắm giữ. Theo ông Zukades, Nga đang triển khai khoảng 80.000 binh sĩ xung quanh Bakhmut và 40.000 binh sĩ xung quanh Avdiivka họ có thể cố gắng tiến về thị trấn Chasovya. Ở diễn biến khác, Nga cũng đang tăng cường khả năng phòng không ở phía nam Crimea sau khi đối mặt với một số tổn thất về cơ sở hạ tầng trên bán đảo này. Theo thông báo trên Telegram của nhóm ATES ủng hộ Ukraine ở Crimea cho biết, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đất đối không S-400 và một hệ thống radar gần thành phố Cảng Saki. Báo cáo được đưa ra khoảng một tuần sau khi Ukraine tuyên bố đã đánh chìm một chiến hạm đổ bộ lớn khác của hạm đội Biển Đen cho cuộc tấn công UAV và cơ đường. Nhóm Ates cho biết đã nhanh chóng gửi tất cả thông tin cho lực lượng phòng thủ Ukraine sau khi nhận thấy Nga triển khai S-400 và sẽ tiếp tục theo dõi bất kỳ động thái nào của các hệ thống trên, cũng như ghi nhận các địa điểm bố trí mới. Ukraine đã tăng cường tấn công hạm đội Biển Đen Nga trong những tháng gần đây, Cuộc tấn công UAV tuần trước của nước này đã nhằm vào tàu đổ bộ Sezakunikov của Nga, trong khi nó đang đậu gần thành phố cảng Aluka. Ngày 6 tháng 2, các quan chức ký ép ước tính khoảng 33% tàu chiến của hạm đội Biển Đen không thể hoạt động kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Nga không trực tiếp thông báo về việc tàu đổ bộ bị phá hủy, nhưng chỉ huy hạm đội Biển Đen, Đô đốc Viktor Sokolov được cho là đã bị sa thải một vài ngày sau đó. Theo Bộ Quốc phòng Anh, tổn thất Cesar Kunikov có thể hạn chế các nguồn lực của Nga ở Crimea bởi chiến hạm này hỗ trợ hậu cần cho hạm đội Biển Đen và chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.